Và đây, lại xuất hiện những vấn đề nữa. Khi tôi giã từ với Tekin, với KPI Tonov, tiền không, nợ một đống, mà việc thì cần làm. Khi ấy vợ tôi là Nadia Zenerevna nói rằng, cô ấy sẽ bán mọi tài sản. Cô ấy đã bán những khách sạn nhỏ thuộc sở hữu của mình tại Crimea. Theo thời giá hiện nay, số tiền bấy giờ tương đương hơn 1 triệu USD. Và với số tiền ấy đã tiến hành các hoạt động về các công nghệ đường dây từ năm 2003 tới năm 2008. Trong 5 năm trời dài đằng đẵng, nhà đầu tư cấp vốn cho các công việc ấy đã là vợ của tôi. Nhân tiện xin nói, cô ấy không đòi hỏi gì về sở hữu trí tuệ. Тот, кто финансировал эти работы, была моя жена. И, кстати, она не претендует на титулы собственности. Хотя она... Mặc dù cô ấy đã đầu tư hơn 1 triệu USD. Cô ấy đòi hỏi điều khác, rằng những điều тôi làm được chuyển giao theo thừa kế cho con cái chúng tôi. Điều đó là dĩ нhiên, như bất kỳ người mẹ và người vợ nào. Thật tình, vợ tôi đó, chứ không phải những đối tác khó hiểu nào đó, những người chẳng có quyền gì cho mọi thứ ấy. Chúng tôi đã chắt chiu tiền, vì thế, ban thiết kế đã được sắp xếp tại căn hộ ở Moscow của chúng tôi. Văn phòng ở một phòng, căn phòng khác thì để thiết kế trường sống, ông ấy đến từ Minsk, tên là Jack FX, còn căn phòng thứ ba thì là nơi chúng tôi sống. Tôi, vợ và con gái lớn Anastasia, và chúng tôi đã làm việc như thế 5 năm trời. Tôi đã có thêm một đối tác nữa, nhưng hợp tác ấy không thực sự diễn ra cho lắm, nhưng dù sao, cũng cần kể câu chuyện này. Đó là thêm một nhà tài phiệt Nga nữa, ông Lebedev Alexander Evgenievich. Александр Лебедев, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và chính trị, nhà văn Nga, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn dự trữ quốc gia, cựu nghị sĩ Duma quốc gia, nghị sĩ Duma vùng Slobodsky từ 2011 tới 2014, chủ sở hữu tạp chí trực tuyến Anh Independent và kênh truyền hình London Live. Chủ sở hữu chiếm đa số cổ phần của tờ báo Evening Standard, cổ đông và nhà đầu tư riêng lớn nhất của tờ báo mới. Như chính ông đôi khi đã nói, ông ấy xuất thân từ cùng tổ với Putin. Ông cũng xuất thân từ đâu đó thuộc GRU hay từ lực lượng trinh sát. Tự ông đã gọi cho tôi, khi đọc thấy thông tin ở đâu đó, ông nói, một công nghệ thú vị, và tôi sẵn sàng trở thành một đối tác. Các cuộc đàm phán đã diễn ra. Ông ấy là một tỷ phú. Như thế nào đó, ông ấy gọi tôi và nói, hiện nay sắp diễn ra diễn đàn Nga Azerbaijan tại Baku, ở đó sẽ có Putin, Aliyev, thế nên chúng ta hãy đi tới diễn đàn này. Hãy mang theo mô hình đi. Tôi hỏi, làm thế nào được? Нó nặng lắm, cồng kềnh, 150 kg, dài 6 mét, dù nó có thể gấp lại. Ông nói, không sao, đi bằng máy bay của tôi. Và chúng tôi đã bay từ Vlukovo trên máy bay TU-154 của ông ấy. Trên đó có 6 hành khách, tính cả tôi, và tôi đã đưa thiết kế trưởng đi cùng, ông Zakevich. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu khi bay tới đó, và ông ấy càng dạo dực hơn nữa, ông ấy đã nhìn thấy những triển vọng. Chúng tôi đã bay tới đó. Nhiều người đã bị thu hút tới đó xem những công nghệ xây dựng nhà cửa giá rẻ, những căn nhà giá rẻ, để ai cũng có thể mua, có thể xây dựng nhanh chóng vân vân. Ông ấy đã mang tới đó hàng đoàn xe chở nhà, chúng được lắp ráp trong 2 ngày và hoạt động được, thậm chí nối cả điện nước. Ông ấy đã mang tới đó hàng đoàn xe chở nhà, chúng được lắp ráp trong 2 ngày và hoạt động được, thậm chí nối cả điện nước.
Ông ấy nói, mọi thứ sẽ tốt thôi, cả Putin và Aliyev sẽ ủng hộ chúng ta. Tại đó có một tổ hợp nào đó, chúng tôi đứng ngoài phố, ở đó căn nhà gỗ 2 tầng được dựng nên, và mô hình tuyến đường dây 6 mét được dựng, còn ông ấy đã mang tới cả Chủ tịch Ngân hàng Quốc dân. Nhân tiện đã xảy ra một việc, cho thấy rằng không được làm việc tệ, không được đề xuất những thứ chưa hoàn thiện, những thứ nhỏ rất quan trọng. Và điều đó đã xảy ra. Hãy tưởng tượng, căn nhà 2 tầng đẹp đẽ ấy, trong đó có một model đẹp đẽ, và ở đây có tuyến đường mà Putin và Aliyev sẽ đi. Họ ghé thăm căn nhà để xem nó, và khi đi ra, chủ tịch ngân hàng với cái áo choàng đắt tiền của ông bị vướng phải đinh. Cái đinh ấy lòi khỏi tường, và ông ấy đã bị rách mất vạt tay áo. Còn đây, xe ô tô của Putin đã tới, phải làm sao giờ? Và ông ấy đứng đó, giữ chỗ rách ấy kiểu như cúi chào. Vladimir Vladimirovich đi qua, có lẽ trông thấy Lebedev hé mở cửa xe limousine của mình, dõi theo chúng tôi và đóng cửa lại. Thế là hết cuộc gặp với Tổng thống Nga. Khi chúng tôi về từ Baku, chúng tôi đã ký thỏa thuận về hợp tác chiến lược, và Lebedev đã đảm nhận việc cấp vốn trị giá 5 triệu USD cho dự án Khabarovsk. Vào lúc ấy, tôi đã làm việc tích cực tại Khabarovsk, tại Khantiman CESK và tại Stavropol. Tôi đã tìm kiếm các đơn hàng, tôi đã được ủng hộ bởi thị trưởng Khabarovsk, ngài Sakharov và toàn bộ tòa thị chính của thành phố Khabarovsk. Đã lên kế hoạch xây dựng tuyến đường đầu tiên dọc theo đại lộ dài gần 3 km và sau đó có thể kéo dài và vượt qua sông Amur với một nhịp dài hơn 2 km. Amur là con sông rất rộng và người ta muốn khai phá bờ kia của sông. Vì Khabarovsk ở bên một bờ sông Amur, còn bờ kia thì hãy còn chưa được khai phá. Để thực hiện dự án, tôi đã làm một công việc rất khổng lồ để có thể thu hút tiền từ Liên Hợp Quốc. Đặc biệt để nhận grant 5 triệu USD cho dự án Khabarovsk đó. Cần nói rằng, đã thực hiện được một công việc rất to lớn, trong đó có tại Duma Quốc gia Nga, nơi đã ủng hộ và có giải pháp hỗ trợ. Ủng hộ nguồn lực từ cấp bộ, hình như bây giờ ông Chutnev là bộ trưởng, cũng đã có. Ở đó cần tiến hành những bước nhất định để nhận được grant đó, và 90% công việc ấy để nhận grant đã được thực hiện. Nhưng khi chúng tôi ký hợp đồng đối tác và Lebedev giao tập đoàn của mình, hợp tác với tôi, họ đã không thích điều đó. Họ đã tụ họp không có Lebedev, tự nói với nhau, đường dây nào ở đó chứ? Vận tải đường dây gì chứ? Unisky nào đó? Chúng ta không biết biết được 5 triệu USD đó sẽ được áp dụng vào đâu à? Tại sao phải đầu tư vào đó? Thật ngu xuẩn! Làm sao bây giờ? Và một người trong số họ đã nói, tôi có một người quen, ông ấy ở Đại học Giao thông MIT, đó là trường đầu ngành về đường sắt tại Nga. Hãy đi tới đó và nhờ viết kết luận tiêu cực. Cứ để họ gọi đó là một công trình nghiên cứu. Tôi biết được mọi chuyện ấy từ Lebedev. Họ đã tới MIT, đã trả 20.000 USD tiền mặt và đã đặt viết một kết luận thẩm định. Thế nên từ đấy xuất hiện một kết luận như đã biết của MIT, nơi tôi bị đưa ra như một thằng ngốc, nơi mà hệ thống đường dây là một trò tàu lượn, là GMAPMO. Это лежачий полицейский.
Nơi hành khách sẽ bay đi theo Unibus và cụm đầu vào trần, vì tại đó gia tốc sẽ là 5G, và nhiều thứ vớ vẩn khác đã được viết ra, hoàn toàn không có chuyên môn. Không ngần nghiên cứu tư liệu, không cần biết xem hệ thống đường dây là gì, vì mọi thứ ấy được viết theo đặt hàng, với giá tiền nhất định 20.000 USD. Và sau đó họ đưa cái kết luận ấy đến cho Lebedev và nói, Alexander Evrenivich, anh hãy xem, anh định bỏ tiền đầu tư vào đâu này? Đó hoàn toàn là thứ vớ vẩn. Hãy phá bỏ thỏa thuận về hợp tác chiến lược. Ông ấy đã gọi tôi và nói, bây giờ người giao hàng sẽ tới, mang tới các tài liệu về việc hủy thỏa thuận. Người giao hàng tới, tôi đã ký, và anh ấy đi mất. Sau đó, tôi đã viết kết luận của mình, bình luận về kết luận kia, trong đó MIT nổi lên như những kẻ ngốc nghếch, vì tôi trong đời chưa từng gặp sự thiếu hiểu biết đến mức như thế. Mặc dù ở đó có chữ ký của các viện sĩ, tiến sĩ khoa học, trong đó đơn thuần là sự thiếu hiểu biết, thậm chí có cả lỗi chính tả. Tôi đã tìm thấy hơn 100 lỗi ngữ pháp trên 20 trang văn bản. Tôi hãy còn chưa nói về toán học, vật lý, hiểu biết về sức bền vật liệu. Ở đó nói chung là số 0. Có lẽ một cậu sinh viên nào đó đã viết, còn sau đó thì tất cả những người còn lại cứ thế ký vào. Tôi đã viết kết luận của mình, nó có độ dày hơn gấp 3 lần, trong đó tôi đã giải thích mọi thứ và cho thấy họ nực cười ra sao. Tôi đã viết thư gửi Bộ trưởng Giao thông Nga, khi đó là ông Levitin. Tất nhiên, tôi đã gửi bản copy cho Lebedev và cả MIT nữa, trong thư có câu, khi tôi xem xét kết luận của MIT, tôi có cảm giác rằng, đây không phải là một trường đại học nghiêm túc nơi đang đào tạo các kỹ sư, mà là một trường khuyết tật cho trẻ em thiểu năng trí tuệ. Và điều đó bám lấy MIT vài năm sau, nếu vào Internet tìm với từ khóa tiếng Nga trường khuyết tật cho trẻ em thiểu năng trí tuệ, thì kết quả đầu tiên nổi lên là MIT. Một cách ngắn gọn, chúng tôi đã giã từ với Lebedev, sau đó, khi ông nhận được kết luận phản hồi của tôi về báo cáo của MIT, ông đã gọi điện và nói, hãy gặp nhau, hãy trao đổi thêm. Ông ấy khi đó đã là nghị sĩ của Duma, hình như còn đứng đầu một ủy ban nào đó, hay là phó gì đó, nhưng tôi nhớ rằng ông ấy đã có một văn phòng riêng. Khi tôi vào văn phòng, ở đó có treo một bức tranh khổng lồ, ở đó Lebedev ngồi dáng vẻ đẹp đẽ, và trước ông là ai đó nhỏ bé đội chiếc mũ. Nhìn qua dáng vẻ sau lưng, tôi hiểu đó là Luzko, kiểu như người đến cầu khẩn điều gì đó, mà Luzko là thị trưởng Moscow. Họ khi ấy đã mâu thuẫn với nhau, và Lebedev thậm chí đã được bầu vào chức thị trưởng, và đã có hoạt động nhất định diễn ra để chống lại, không cho ông ấy làm thị trưởng. Sau đó, ông ấy đã bắt đầu bị tước mất các việc kinh doanh, và thực tế ông ấy đã bị mất hết các doanh nghiệp đó. Tôi được kể rằng, trong năm ngoái, đâu đó ở Crimea, trong một cuộc gặp với ông ấy hiện đang làm gì đó ở đấy, hình như làm khu nghỉ dưỡng, tôi không biết chính xác, ông ấy đã được đề xuất xây dựng tuyến đường dây, ông ấy nói, ấy thế, tôi thì lại biết Uniskay đấy, ông ấy là đối tác của tôi cơ mà. Và không có đòi hỏi nào khác. Từ phía ông ấy làm sao có thể có đòi hỏi gì được. Hơn thế là với sở hữu trí tuệ. Há chẳng lẽ những đòi hỏi của tôi bây giờ nêu ra với họ à? Có và đã có. Chẳng cấp một rắp nào, thời gian thì bị cướp mất, rồi tạo ra đủ vấn đề. Dù sao tôi vẫn đã tiến về phía trước. Tôi đã họ được cách tồn tại và phát triển. Đó là một trường đào tạo. Xin cảm ơn họ, những đối tác như thế. Và khi tôi viết bức thư ấy, tại MIT đã có những cuộc kiểm điểm nghiêm trọng, tôi được biết rằng, thậm chí một trong số những người ký tên vào đó, đã bị đưa vào viện bởi một cơn nhồi máu, người khác thì bị sa thải vân vân. Кого-то там уволили и прочее.
Nhưng tất nhiên, ở MIIT vẫn còn ác cảm với tôi, vì rằng tôi đã hạ nhục họ. Mặc dù thực tế tôi chẳng có lỗi gì, chính họ đã hạ nhục tôi trước. Và trong vài năm, họ liên tục viết xấu về các hệ thống đường dây. Khi chúng tôi đã bắt đầu xây dựng tại Marina Gorka, khi tôi đã mời đến được một trong số những người đã ký tên vào bản kết luận ấy, nhưng ông ấy là một nhà khoa học tương đối bình thường. Ông ấy là một tiến sĩ khoa học, thật sự là một người có tuổi cao. Ông ấy đã tới, xem và nói, đây là thứ anh đã muốn làm à? Chúng tôi khi ấy thì không nghĩ rằng anh sẽ xây như thế này. Còn tôi nói, thế các ông nghĩ thế nào? Ông ấy nói, ở đây anh có những cái yên mặt đế gì đó, các đường dây của anh hóa ra trong dây, hóa ra anh có những trụ như thế kia, ở đâu mà tôi biết được, tôi đã nghĩ rằng, đó chỉ đơn giản là kéo căng sợi cáp mỏng, và đi trên đó, tôi nói, làm thế nào mà các ông có thể đưa ra một kết luận về công nghệ, thậm chí khi còn chưa nghiên cứu, chưa xem xét nó là thế nào? Vladimir Friedkin, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư khoa cầu và đường hầm MIIT, tôi đã được thuyết phục một cách sâu sắc rằng, vận tải đường dây trong thập niên sắp tới sẽ trở thành một hiện tượng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới và sẽ đem lại đóng góp to lớn cho sự phát triển và đảm bảo an toàn cho nền văn minh của chúng ta. Niềm tin ấy có được ở ông từ những gì ông nhìn thấy? Vâng, từ những gì tôi được thấy hôm nay. Vì tôi đã dành gần 30 năm nghiên cứu các hệ thống cáp treo và cầu hiện đang được khai thác sử dụng, và hiện giờ, không phải đơn giản để đưa ra được những kết luận như thế trên cơ sở chưa đủ thông tin. Hôm nay mọi thứ đã được suôn sẻ và suy nghĩ, thậm chí đã được thực hiện ở phạm vi thử nghiệm, giải pháp kỹ thuật của hệ thống vận tải đường dây cho một số phương án vận chuyển hàng hóa với các nhịp trụ khác nhau. Для нескольких вариантов перемещаемых грузов на при различных пролетах опор. Tôi nghĩ rằng bất kỳ loại nào trong số 4 phương án mà tôi đã thấy hôm nay tại khu thử nghiệm cũng sẽ được ứng dụng không chỉ tại Belarus mà còn trong những quy mô lớn hơn nhiều cả tại LB Nga và có lẽ tại nhiều vùng trên toàn thế giới. Не только в Республике Беларусь, но гораздо в больших масштабах. И в Российской Федерации, ну и, наверное, во многих других регионах мира. Còn trước đó đó ông thấy như thế nào? Đã có sự hoài nghi ư? Đã có, vì tôi còn chưa thấy được giải pháp kỹ thuật trên vùng trụ của cáp. Về nó thì tôi chưa biết. Và chưa biết về giải pháp ẩn cáp được kéo căng bên trong vỏ bọc thép. Còn hôm nay tôi đã được thấy công nghệ vượt trội tiên tiến này, và nó đặt mọi thứ đúng chỗ. А сегодня я увидел этот прогресс инновационный, и он ставит все на место. Tức là có tồn тại vận tải đường dây. Ông нghĩ như vậy, chắc chắn tồn tại vận tải đường dây. Непременно. Xin thứ lỗi về câu hỏi riêng tư. Như chúng tôi được biết, MIIT đã có lúc tiến hành thẩm định vận tải đường dây, và nó được đánh giá tiêu cực. Vâng, tôi đã là thành viên trong đó, bởi vì tại thời điểm đó chưa có giải pháp vượt qua các trụ cầu, và điều này có lẽ là một trong những sự tinh tế quan trọng nhất mà tôi đã nghi ngờ. Ngoài ra, tôi ngỡ rằng các hệ thống ấy sẽ không hiệu quả và công suất kém. Nếu hôm nay ông thực hiện thẩm định vận tải đường dây, ông nghĩ sao, nó sẽ phải như thế nào? Chỉ có tích cực thôi. Và chúng tôi hiện giờ sẽ làm việc chỉnh sửa các tư liệu khác nhau đã được chuẩn bị, các điều kiện kỹ thuật, để thực hiện và khai thác vận hành nó. Специальных различных материалов, технических условий для ее реализации и эксплуатации. Спасибо. Xin cảm ơn rất nhiều. Вот когда он уехал, và khi ông ấy rời đi, chúng тогда, тôi đã лại kết бạn với MIIT. И более того, с ректором. Và hơn thế, với hiệu trưởng MIIT, đó là một con người rất đáng kinh, chúng tôi đã ký thỏa thuận về hợp tác, cùng làm việc. Và chúng tôi đã ký đầu đó, tại khoang Unica, thỏa thuận về hợp tác ấy đã được ký, chúng tôi bước ra ngoài, bắt tay và giơ thỏa thuận lên. Vì thế tôi không có phàn nàn gì về MIIT, mặc dù họ đã làm nhiều điều xấu với tôi.
Nhưng chúng tôi đã nhận được kinh nghiệm, và họ với tôi cũng không còn ác cảm gì, thì họ có phàn nàn gì với tôi nữa chứ? Chúng ta tiếp tục. Khi chúng tôi giã từ với Lebedev, ông ấy đã không đưa một đáp nào, họ chỉ đưa em EIT 20.000 USD đặt hàng một kết luận tiêu cực. Так, работали уже фактически финансирование. И Лебедев не дал ни рубля. Они дали только Миниту, вот, 20 тысяч долларов на заключение отрицательное. Chúng tôi đã làm việc nhờ đầu tư từ phía vợ của tôi. Tôi đã tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược, và người đó đã xuất hiện. Đó là Sergei Zurev Ipolonsky. Это был Полонский, Сергей Юрьевич Полонский. Bây giờ đó là một tỷ phú đô la, một nhà tài phiệt trẻ tuổi. Anh ấy khoảng 35 đến 36 tuổi, một người rất hoài bão. Sergei Polonsky, doanh nhân người Nga, những năm 2004 đến 2011 là chủ sở hữu và người đứng đầu các công ty phát triển khổng lồ nhất Mirex Group. Trước khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, anh nổi lên như một trong những người giàu nhất tại Nga. Và anh ấy đã thổi bùng lên, khi ấy anh ta đang lãnh đạo Mirex Group và đã xây dựng Moscow City, trong đó có tòa nhà chọc trời liên bang. Và anh ấy nói, vậy hãy xây các tuyến đường dây giữa những tòa nhà chọc trời, để cho Unibus đi trên đó. Và anh ấy cứ vận hỏi mọi thứ, thế có nhất thiết phải làm những thứ như các ông vẽ kia không? Tại sao cần hình dáng như thế này? Thế có thể làm nó giống dạng vali không? Tôi nói, có thể dưới dạng vali, chỉ có điều, để làm gì? Anh ấy, trông sẽ ngộ ngộ, thế có thể dưới dạng như bàn là không? Tôi trả lời, tất nhiên là được, nhưng để làm gì? Anh ấy, thì, nó nhìn sẽ ngộ. Tôi nói, thôi được rồi, anh cứ đặt hàng, thanh toán đi, chúng tôi sẽ làm dưới dạng bàn là hay vali. Cuối cùng thì chúng tôi đã thỏa thuận về sự hợp tác. Đó không phải là cuộc gặp duy nhất, và nó cũng là một thời gian rất khó khăn. Это было тоже очень тяжелое время, и khi chúng tôi gặp gỡ, thì việc cấp vốn từ phía vợ Nadasija của tôi đã cạn kiệt, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục làm việc. Tôi lúc ấy đã nợ hơn 100.000 USD. А мы продолжали работать, и у меня долгов было тогда уже где-то больше 100 тысяч долларов. Đó là năm 2008, và khi chúng tôi gặp Polonsky và thỏa thuận về hợp tác, thì anh ấy đã hỏi cần điều gì. Tôi nói rằng tôi đang có những khoản nợ và tôi cần phải trả chúng. Anh ấy nói, ok, bao nhiêu? Tôi nói, 120.000 USD. Anh ấy gọi thư ký vào và nói, cô rút tài khoản 120.000 USD và chuyển cho Unisky thông qua Uzrop. Và khi ấy tôi đã làm quen với Uzrop. Trước đó thì tôi chưa biết ông ấy. Victor Uzlov, đối tác của Anatoly Unisky những năm 2009 đến 2011. Trước đó ông đã là phó chủ tịch Mirex Group của Sergei Polonsky.